Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với thông tin ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ mang lại cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản Blue, máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2014, có ngoại thất là màu bạc, nội thất là màu ghi, năm bánh với quãng đường là 76.000 km, tên cá nhân, một chủ đi từ mới, biển Hà Nội. Với tổng quan chi tiết về sơn si đến những cái phần mấu nối của chiếc xe, nó vẫn giữ được độ đẹp, gầm bệ chắc chắn. Xe đang có mặt tại cửa hàng là Auto Tuấn Huyền. Địa chỉ đơn vị là số 2246 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Về phần kính của chiếc xe đã dán kính Lumax rồi. Rồi hệ thống thảm trải sàn cũng được nâng cấp đầy đủ. Đây là những chi tiết tổng quan về phía sau của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Từ những phần cảm biến cam đùi, rồi không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi. Và chiếc xe với những chiếc xe mà nhập khẩu nguyên chiếc thì nó sẽ có những cái cảm giác lái nó cũng sẽ khác với những cái xe lắp ráp trong nước. Đây là những cái chi tiết tổng quan để anh chị và các bạn có thể tham quan từ những phần thảm trải sàn này. Rồi hệ thống keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe để các bác có thể đánh giá. Nốt sơ cua của chiếc xe thì đã hạ rồi. Phần lòng thành cốp của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp do không hề có hiện tượng bị đâm va về phần đuôi. Đấy, những đường nét để anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá từ những con ốc dập tròn, những cái phần dập lỗ dập tròn của nhà sản xuất này, những con ốc này, hệ thống keo chỉ, đấy, những đường nét để anh chị và các bạn có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe. Ở chỗ đuôi này thì nó cũng có một số vết móp do quá trình lùi xe và chủ không cẩn thận nên nó bị móp như vậy. Nhưng em vẫn để nguyên như vậy chứ không hề có làm gì cả, vì đấy là sơn zin. Ở đây là hiện trạng của chiếc xe nó có như nào thì em quay nguyên như vậy, giúp anh chị và các bạn có cái nhìn thực tế nhất. Còn khi anh chị và các bạn xem mà đương thắc mắc ở chỗ nào thì có thể liên hệ em. Em sẽ giải đáp những thắc mắc của anh chị và các bạn, giúp anh chị và các bạn có thể hiểu sâu hơn về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Bên trong đây với những con ốc bản lề và những cái phần như là bậc lên xuống, nó vẫn giữ được độ đẹp, chất lượng, má ghế cũng như là hệ thống ghế da, lòng ghế này. Những đường nét tổng quan về trần xe này, nó vẫn giữ được độ đẹp. Ở chính giữa trung tâm của chiếc xe thì nó không được trang bị cửa gió điều hòa như một số dòng xe như là Honda City. Nhưng mà cái khả năng làm mát của chiếc xe này thì nó cũng khá là nhanh. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan tổng quát nhất về không gian khoang lái của chiếc xe. Với những chi tiết cánh cửa này, rồi những phần phím bấm điều chỉnh chức năng lên xuống kính, chỉnh gương. Những phím bấm của chiếc xe thì nó rất là dễ dàng để anh chị và các bạn có thể thao tác. Và bên trong đây là những con ốc bản lề và hệ thống bậc lên xuống, chất lượng ghế ngồi của chiếc xe. Đấy, những đường nét tổng quan chi tiết các bác có thể khám phá cùng em. Những cái phần má ghế này, rồi hệ thống trần xe, vô lăng, củ số của chiếc xe để các bác có thể đánh giá thẩm định. Với hộp số của chiếc xe trang bị cần số zích zắc, điều hòa cơ. Đấy, các chế độ giải trí của chiếc xe được mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua chi tiết cụ thể hơn ở phần máy móc của chiếc xe để có cái nhìn khái quát nhất. Xe thì anh chị và các bạn nào mà không hiểu biết về xe thì mình tốt nhất mình mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba kiểm tra lại cho an tâm, tránh được cái trường hợp gặp phải xe tai nạn ngập nước. Và đây là không gian khoang máy của chiếc xe với những phần thanh rằng và những cái chi tiết ốc bản lề lắp cabo. Đấy, những đường led tổng quan chi tiết của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Những phần ốc mặt máy và những phần ốc chân máy để anh chị và các bạn có thể đánh giá. Chiếc Hyundai Accent phiên bản Blue, máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất 2014, lăn bánh quãng đường 76.000 km, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 335 triệu. Giá này thì em còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin thông số của chiếc xe thì em có cập nhật cho anh chị và các bạn trên web autoxehoi.com. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem thông tin cụ thể về chiếc xe Hyundai Accent Blue phiên bản nhập khẩu này anh chị nhé.